Lâm về. Thôi thì không. Bà điên đi nữa. Có cơm tiêu cho bà ăn là tốt lắm rồi. Ăn đi. Bây giờ bà như thế nào? Bà như thế nào? Bà như thế nào? Ăn đi đi nữa. Bà ở yên đây. Lát nữa ấy, có người đến đón đấy. Mẹ của anh như này, người rất ruột đẻ ra anh như thế mà anh dám đẻ đây á? Mày thích thì mày mang bà về mà nuôi nhá. Còn thằng này không rảnh. Về. Lâm. Ơ, Lâm về. Thôi đi không. Bà điên đi nữa. Lâm, đói Lâm. Lâm, đói. Cơm đấy. Có cơm tiêu cho mà ăn là tốt lắm rồi. Ăn đi. Lâm. Ôi! Bật lên cả rồi! Bà muốn để tôi điên lên à? Rồi. Bây giờ bà như nào? Bà như nào? Hả? Im mồm! Lau sạch đi! Bà muốn tôi phải điên lên đúng không? Hả? Tôi không thể chịu đựng bà thêm một phút giây nào nữa rồi. Yeah, không được. Phải nghĩ cách thôi. Tại sao bà lại hợp đồng của tôi đi gấp máy bay thế này? Hả? Bà còn là người không đấy? Bà cứ liên liên thế này làm sao mà tôi chịu được? Như thế này, tôi không cho bà ở với tôi nữa đâu. Tôi không chịu được nổi nữa rồi. Bà ở yên đây, lát nữa ấy, có người điện đón đấy. Đi về, về nhà. Ủa? Nhà nào? À, nhà của bà ấy là ở trại tâm thần cơ. Còn tôi ấy, tôi không thể nào sống với người tâm thần như bà ấy thêm một ngày nào nữa đâu. Đi về, về. Về cái gì? Ủa? Lượng nhá. Về. Về cái gì? Bà tránh nào, sao bà lì lợm thế? Hả? Cô có sao không ạ? Anh kia. Anh làm cái gì đấy? Mày là ai mà mày xía vào chuyện người ta đấy? À. Cô đứng dậy. Đây là chuyện của mày à? Lượn! Này, tôi thích xía vào chuyện người khác đấy thì sao? Mẹ của anh như này, người rất ruột đẻ ra anh như thế mà anh dám đẻ đây á? Tao thích. Sao? Tao thích đấy. Bà bị điên. Tao không thể nào sống với người điên thêm một giây phút nào nữa. Tao vứt bà ở đây ấy. Là người ta nhìn thấy, người ta cho bà vào trại tâm thần là tốt lắm rồi đấy. Bà có bị làm sao? Bà có như thế nào đây cũng là mẹ của anh. Anh đừng bất hiếu như thế chứ. Mày thích thì mày mang bà về mà nuôi nhá. Còn thằng này không rảnh. Không sao không ạ. Mẹ. Này, anh có mẹ mà không biết tôn trọng ấy thì sớm rồi cũng bị bà đúng rồi. Về nhà. Thôi cô không sao đâu ạ. Con đưa cô về nhá. Con đưa cô về nhà con. Cô bỏ ra đi. Về nhà.
Dạ, em chào. Là anh à? Không ngờ lại oan gia quá em này. Tôi cũng không ngờ cô lại làm lao công ở đây. Nếu mà dọn dẹp xong rồi ấy thì thôi, ra ngoài đi. Đây là phòng chủ tịch, không đứng đây lâu được đâu. Người phải ra ngoài là anh, chứ không phải tôi đâu. Cái gì? Mày đang dọa tao đấy à? Hả? Tao nói cho mày biết nhá, tao ấy sắp được làm giám đốc của cái công ty này rồi đấy. Và người đầu tiên ấy tao đuổi là mày đấy. Một người vô đạo đức như anh mà cũng được làm giám đốc ở đây á? Cái gì? Tao nói cho mày biết nhá, mày ấy bé bé cái mồm thôi. Mày mà nói gì ảnh hưởng đến công việc của tao ấy thì tao nói cho mày, cái bản mặt xinh đẹp này của mày ấy không giữ được đâu. Con khốn này, mày dám đánh tao à? Có chuyện gì vậy anh ạ? Con khốn nạn này, nó làm lao công ở đây mà nó dám đánh em anh ạ. Lao công cái gì mà lao công, đây là chị Trang, chủ tịch mới của công ty đấy. Cái gì? Sao con khốn này lại làm chủ tịch hả anh? Em đã thấy nó ở đây bao giờ đâu ạ? Chị Trang mới đi du học về và từ giờ chị ấy sẽ tiếp quản công ty thay cho bố mình. À thưa chị, đây là Lâm, người em đã đề đạt lên vị trí giám đốc thay em. Em thấy năng lực của cậu ấy khá tốt ạ. Chị ra là như thế. Chị ạ, chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm thôi chị ạ, mong chị bỏ qua. Còn từ giờ em làm giám đốc công ty này rồi thì em hứa em sẽ cố gắng dốc hết sức mình để giúp ạ. Được rồi, anh bị sa thải. Tôi không muốn công ty của mình có một người lãnh đạo vô đạo đức như anh hiểu chưa? Chị, em... Cậu không nghe chủ tịch nói gì à? Thôi không mau cút đi. Mày gặp mãi cũng chán, muốn đi du lịch cơ. Bạn cần tìm việc với du lịch, hãy lên tìmviec.com.vn. Alo. Chắc là mọi người vừa xem xong đoạn clip thì mọi người rất là ghét mình đúng không? Nhưng mà mình một thành viên trong đội chủ tịch thì có gọi là có một lời như thế này. Thường thì khi mà mình đọc những cái vai như này ấy, mình rất là chán khi mà phải hóa thân vào những cái vai khốn nạn, vai đểu như thế này. Nhưng mà nó chỉ là nhân vật thôi và mong các bạn hiểu cho, chứ mình không có như thế đâu. Đọc những cái vai như này thì bọn mình làm những cái này, bọn mình chỉ muốn mang đến những cái thông điệp ý nghĩa cho mọi người thôi, là làm cái gì thì cũng sẽ gặp quả báo. Còn mong là các bạn, tất cả các bạn hãy ủng hộ cho kênh Nữ Chủ tịch càng ngày càng lớn mạnh nữa nhá. Cố lên, tốt với gia đình của mình. Quả báo cái gì? Quả báo con khốn này. Chán rồi. Em giả vờ thôi. Giả vờ thôi thì anh sẽ lấy vào.